ngõ xuân dùng quen tỉnh này mua một căn nhà để dưỡng già đó mà. Vậy sao? Bộ nghe nói ở đây có băng một cái căn nhà nào á, ngộ mới hỏi thăm bà chị á. Vậy sao? Trời, anh ơi là anh, vậy là anh hỏi đúng người đúng chỗ rồi. Anh ơi, sao nãy giờ anh không chịu nói sớm? Ngộ muốn lấy sớm mà bà đâu có cho ngộ lấy. Ôi, nói không phải nịnh anh nha. Sao tự nhiên mới gặp anh lần đầu, các em có cảm tình liền à? Làm như là hai đứa mình mới quen nhau từ kiếp nào vậy đó. Anh ơi anh, nói thiệt với anh đó nha, em ở cái vùng này đó ha, em nổi tiếng là một cái con người chăm chỉ làm ăn. Em không bao giờ em biết ngồi lê đôi mắt, nhất là nhiều chuyện đó anh. Cho nên em không có để ý cái chuyện mà mua bán nhà cửa gì hết trơn trọi. Cho nên em không có bao giờ mà em chỉ cho ai mua nhà mua đất gì hết á. Nhưng mà anh ơi, phải nói là bữa nay anh quá hên. Em phá lệ một lần nha. Em chỉ cho anh mua cái căn nhà này nè. Em nói cái căn nhà này đây hả, em giấu dữ lắm. Là vì nó rẻ quá rẻ đi. Em định điện thoại của bên nước ngoài đó, em kêu con em gửi tiền qua cho em mua. Em nói cái căn nhà này đó hả, trời ơi mà tính đạp. Bán con tô hủ tiếu giò heo em. Nhớ đừng bỏ giá. Mệt không? Với đừng bỏ. Ờ, khỏe không? Mày có nhiều đó hả? Lúc nào cũng vậy trơn trời đó. Thành đây, bữa nào tao nghỉ bán. Mày đi mày qua ăn nhà. Đây, tôi đang có khách đây. Gì kỳ vậy? Tao bảo cười cái kiếm đó, tôi có khách mà làm ông. Đi, tôi đi, mai tôi bán mà tôi nói nghe không? Đây, mệt quá. Trời ơi, bởi vậy, tôi đi bởi anh ơi anh, nãy em nói tới đâu quên rồi anh. À, Nhi nói là mua cái nhà này gì á. Nhớ rồi. Nhưng mà em điện thoại qua bên Mỹ không có được. Các mấy đứa con em đi du lịch qua bên Iraq chưa gì à. Thôi thì chị nghe. Sao sẵn đây em nhường cho anh mua. Anh ơi anh mua đi. Anh mua liền đi anh đừng trả giá anh. Em bảo đảm anh mà dưới cái căn nhà được rồi đó hả, anh không lời từ 200 tới 300 cây lẹm đưa mặt em cho anh hung liền á. Cái gì? Không, em nói lộn. Em nằm xuống cho anh quýnh em á. Không dám đâu. Anh biết không, ta đứng trước cái cửa nhà của mình đó hả, nó sẽ phóng ra một cái con đường lớn, nó lớn dữ lắm. Có đồ án, có bản vẽ trơn trời rồi em cất ở nhà. Anh ơi, cái thằng chủ nhà đó, không biết nó cờ bạc làm cái giống gì mà nó cờ bạc cái đến đổi nợ nần dây tứ phía nên nó phải bán rẻ đó anh. Phải nói là quá rẻ. Bà ngưng lại à, bà húp à miếng nước lèo rồi lấy tiếp để chứ. Đúng rồi, không biết thăm dạo nha. Xin phép anh nghe kìa, em hút miếng nha. Nước này em ngọt quá. Anh ơi, cho em làm miếng nữa đi anh. Đã quá. Em nói tiếp cho anh nghe nha. Ủa mà nãy em nói tới đâu em quên nữa rồi. Bà nói là cái nhà cái gì đó dựng lại cho ngộ bán vẽ gì đó. Nhớ rồi. Nhưng nè, anh mà mua được cái căn nhà đó là phải nhớ ơn em mà nghe. Nè, đi coi nhà liền đi anh. Nhà, cái căn nhà nó ở đâu? Đâu có xa đâu nè, anh nhìn theo tay em nè nha. Đó, thấy không? Đó, em chỉ đó nha, canh quẹ qua con đường nhỏ này đó. Là anh thấy cái nhà có treo cái bảng bán đó. Đó, nhà đó đó. Anh ơi, em phải công nhận là anh hên quá, cái mặt anh nó sáng quá, tình anh phải hên. Anh ơi, anh đi liền đi, qua coi nhà liền đi anh. Cảm ơn bà chủ à. Tính tiền tô mì cho ngồi. Dạ 60. Hả? Cái gì à, 60 dữ vậy trời? Có gì đâu dữ. Anh thấy không? Tại vì nãy giờ ngồi tiếp chuyện với anh không à. Mà em có buôn bán gì đâu à, ai lỡ buôn cũng đuổi đi hết, anh thấy không? 60 có bao nhiêu đâu. Anh mua được cái căn nhà này đó hả, là anh vô mấy trăm cây vàng rồi còn gì nữa. Biết mà anh kẹo vậy đó hả. Hồi nãy cũng không có thèm chỉ đâu. Bởi tôi đã làm ơn mắc quán mà. Trời ơi là trời, tôi lỡ ít nói mà. Tôi đã nói tôi giấu, tôi không có chỉ ai căn nhà nữa trơn trời á. Mà cái chân gì tôi nói chi vậy nè. Trời ơi, tại sao tôi bị gì hoài. Thôi,
Lẽ con trả tiền cho bà cho rồi. Ăn một tô mì bằng người ta ăn 20 tô luôn. Lấy là 60 à, đừng có nói lẽ. Cảm ơn anh nha. Chúc may mắn nha. Mua được căn nhà nhất định nào cho em nha. Không những là bà ít loay quá. Cái nhà gì buôn bán kỳ cục quá. Lễ bản băng nhà tiếp khách từ 11 giờ tối trở lên người thứ ấn quá vậy trời. Hay à, đèn luốc cái gì không có vậy là tối thui à. Có ai ở trong nhà không? Có ai trong nhà không? Cô ơi, cho ngộ hỏi, bữa lâu mất rồi trời. Hết thùng quá chứ à? Ông vô nhà tôi chi đó? Ngộ muốn mua cái nhà này á. Ừ. Ông có thể cho ngộ xem nhà liệt không? Muốn mua nhà hả? Dạ. Xem nhà đi. Dạ. Tôi cần tiền để bán rẻ. Nhưng ông nghe tôi dặn nè. Thứ nhất, nếu ông đồng ý mua nhà thì ông phải đặt cọc. Thứ hai, khi ông đã đặt cọc rồi thì một tháng sau tôi sẽ giao nhà. Sao không giao nhà liền cho ngộ ấy? Ông phải cho tôi thời gian để dọn đồ đạc chứ. Nhưng ông phải nhớ quan trọng nhất là điều này nè. Khi đã đặt cọc mà ông đổi ý ông không mua căn nhà này nữa thì ông phải chịu mất hoàn toàn số tiền mà ông đã đặt cọc. Ông cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu đồng ý thì hay đặt. Kéo không thì lại làm mất lòng nhau lắm. Liêu à, ngồi lạc cọc rồi Lý lỗi ý, Lý không bán thì sao? Thì tôi sẽ bồi thường cho gấp 2 lần, chịu không? Vậy liệt à, liệt à, vậy cũng liệt ha. Mà nhà Lý có hợp pháp không vậy? Có ai giấy tờ nhà không? Lia cho ngộ coi coi. Ngộ quá. Nhà không hợp pháp thì sao bán? Yên tâm đi, nhà này không ai tranh chấp hết đó. Ông đợi tôi một chút đi, nha. Xong rồi tôi vô trong tôi lấy giấy trong tay nha.
Thùng quá à. Lâu giấy tờ lâu. Nè nè. Liệt à. Giấy tờ làng hoàng hết ha. Đó. Không có ai tranh chấp phải không? Không. Nhưng à, bớt tiền đặt cọc cho ngộ liệt không? 5 cây vàng nhiều quá đi chứ. Nhà tôi chỉ giá 70 cây vàng. Ông đặt cọc có 5 cây mà nhiều cái gì? Thôi tùy đi. Tôi đánh máy sẵn rồi. Ông đồng ý thì ông đặt cọc tiền, ông ký tên vào. Còn nếu không thích thì thôi. Tôi cũng chẳng ép ai hết. Mà tôi nói thật với ông, sắp tới khu vực này người ta làm đường lộ. Không chừng nhà này trở thành nhà mặt tiền, thì đến lúc đó 100 cây vàng ông cũng không có mua được đâu. Ây da, nhà này có thể là mặt tiền hả? Chứ gì nữa. Hay à, thôi được rồi, ngồi lòng ý mua. Ừ. Mua mau à, băng lại à, ngồi làm ăn liệt á chứ. Đúng rồi. Bây giờ ngồi lặt cọc là 5 cây vàng. Ừ. Ông lia giấy tờ cho ngộ ký vào ơi. Vàng đâu? Đây, tiền trao rồi, trao một chế. Đây là 5 cây vàng liếm lũ đi. Ngộ ký vô đây, chỗ này phải không? Ký vô này phải không? Đúng rồi, ký bên cái chỗ người mua đó. Đây. Đá, đi dọc bay phụng quá luôn à. Tới lì à, ký đi. Rồi. Cái này là mỗi người giữ một bản phải không? Đúng rồi. Rồi. Ly thử vàng không? Thử vàng ly à? Thôi cần. Vàng thiệt á? Biết rồi. Quan trọng là uy tín với nhau thôi. Đúng rồi. Chứ tôi nói thật với ông. À. Tôi cầm 5 cây vàng này mà tôi ứa nước mắt vậy đó. Xạo xạo quá trời. Không có ai cầm vàng mà ứa liếc mắt hết trơn á. Xạo quá. Ông không có hiểu đâu. Đây là căn nhà kỷ niệm của 2 vợ chồng tôi. 2 vợ chồng tôi dành dụm suốt 10 năm trời mới mua được căn nhà này. Buổi sáng hôm đó, cách đây 1 năm, 2 vợ chồng tôi mới dọn đồ đạc về đây để ở. À, vậy là 2 vợ chồng hạnh phúc quá, vui quá, chứ buồn cái gì. Nhưng đến chiều thì vợ tôi chết. Trời ơi, chị già chết yếu dữ vậy sao? Vậy ông có con cái gì không? Có chứ. Cũng hên là trời thương cho tôi một đứa con gái. Đây nè, hình của nó đây nè. Ôi đẹp quá. Nhưng uổng quá. Cây là trên mặt nó có cái mụn ruồi bự quá là mất cái đẹp rồi chứ. Cũng vì có cái mụn ruồi đó nên nó mới bị chết yểu. Cái gì? Nó chết sau vợ tôi 2 tiếng đồng hồ. Nếu tính cho chính xác thì chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ có 2 mạng người đã ra đi. Chắc ngộ là người thứ ba quá. Rồi ông chôn 2 mẹ con lẽ ở đâu vậy? Tôi chôn 2 mẹ con nó ngay tại căn nhà này. Đừng có xạo nha. Ông tính nhát ngộ hả? Không dám đâu. Ngộ không có sợ đâu nha. Hồi nãy ngộ thấy con gái ông lưng tị cái gì nè. Đứng chỗ nào? Cái chỗ này chứ chỗ nào? Chỗ đó tôi chôn con gái tôi đó. Con cái chỗ ngộ lưng là cái chỗ nào? Chỗ ông đứng là nơi tôi chôn vợ của tôi. Trời không có mưa mà sao lấy ướt hết trơn á, trời ơi, quần ngủ ướt hết trơn á, trời ơi, trời ơi, trả lại tiền cọc cho ngộ đi, ngộ có mua cái nhà này đâu à. Ông nói vậy là làm sao? Ông không mua thì ông phải chịu mất tiền cọc chứ, nó bây giờ ông lấy lại là làm sao? Hồi nãy ông đã ký tên vào giấy cam kết rồi, nhớ chưa? Mà bây giờ ngộ ông có muốn mua nữa á? Ông lĩnh giật vàng của ngộ hả? Giật cái gì? Không có dễ đâu nha. Tôi đã chứng quyền à, liệp huấn à, tôi thiếu ông giật cái tội liền gạt á. Thì thôi đi. Thưa đi. Hồi nãy người ta đã dặn rồi, sau khi ông đặt cọc là ông không được có quyền mà ông. Yeah!
Lấy hiện giả rồi đúng vào cái bụng dùi, Ông làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Má nào? Con nhỏ bụng dùi, con gái của Lị bụng dùi. Nó đứng ở đâu? Đứng ở ngay chỗ lo đó. Đâu? Bôi lưng đó à? Trời, muộn lắm vậy. Ông đừng có nói bậy nữa bà. Con gái của tôi nó chết. Tôi nói rồi đó nha chưa? Đừng có giỡn mặt à. Đừng có bày trò để mà lấy tiền cọc lại à. Muốn cái gì nữa đây? Cho hai cây gì, hai cây lại thôi. Hai cây ngột bỏ ba cây đó. Lấy hai cây thôi. Một cắt cũng không được. Lý đừng có lấy vậy nha, ngủ sẽ ly thưa Lý à. Rồi thưa đi. Ngủ sẽ ly thưa. Nè không có giỡn mặt nha. Đứng lên nói chuyện đàng hoàng không mà ngồi của đó nha chưa. Ủa đứng lên không liệt rồi. Sao đứng lên không được? Hai cái chân của ngồi giờ cứ ngắt cái chân Lý đứng lên không có liệt rồi. Ông làm cái gì vậy? Làm gì ai liêu cái chân ngồi cháy hả cháy cái ma. Ma cái gì? Làm như nhà người ta có ma đứng la tùm lum hết trơn. Ủa đâu rồi? Ôi ông ơi, rồi còn tiền đặt cọc sao đây? Cho mẹ ăn luôn với mấy con ma đó, mẹ ăn luôn với mấy con ma đi. Trời ơi trời, chịu đời nổi không trời? Trên đời tôi chưa thấy ông nội nào mà sợ ma như ông nội này. Mà tôi nói thiệt, tôi ở trong căn nhà này mấy chục năm nay tôi chưa bao giờ tôi gặp con ma mặt tròn hay mặt méo. Nó không phải nói bậy đâu. Cho gặp ma một lần đi, cúng ba con heo luôn. Nghĩ sao mà 6-7 người vô mua căn nhà không biết gặp cái giống gì bỏ chạy hết trơn. Mà ủa sao tự nhiên thấy trong người ớn lạnh? Hình như đang có ai đứng gần đâu đây. Trời, bây giờ tôi quay qua tôi gặp con ma dám tôi chết liền tại chỗ luôn. Mày hù tao hả? Mày có ngon mày hiện cái đó. Con quỷ. Mày là con quỷ chứ mày phải con ma nữa. Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi mày. Mày xuất hiện đằng sau lưng tao, mày làm ơn mày lớn tiếng động giùm tao một cái. Tao bị bệnh đau tim mày hiểu không? Ba mà cũng biết sợ ma nữa hả? Ma ai không sợ mày? Sợ sao cứ đi lừa đảo ông tao hoài vậy? Trời đất ơi, trời ơi, chịu đời nổi không? Tao không đi lừa đảo người ta lấy tiền đâu, tao nuôi mày. Nhưng mà đây là tiền xương máu của người ta. Xương máu? Mày đi làm công nhân một tháng mày lãnh lương mấy lần? Một lần. Tháng nào tao lừa cũng có một người, có giờ tao lừa hai người đâu mà chửi tao mày. Nhưng mà ba làm vậy có khi nào ba nghĩ một ngày nào đó ba sẽ gặp ma thiệt không? Gặp mày á? Còn không thèm nói chuyện với ba ở đâu. Tao không thèm nói chuyện với mày. Lần sau ba muốn làm gì ba làm một mình ba đi. Đúng rồi. Ba đừng kéo vô nữa nha. Đúng rồi. Lần sau tao nấu cơm tao ăn mình tao á. Mày á, mày mới đúng là cái đồ ma quỷ. Mẹ của mày chết đi lúc mày bao nhiêu tuổi mày hả? Một mình tao gà trống tao nuôi con, tao thương yêu mày. Mày hiểu không? Đến ngày hôm nay là mày đối xử như vậy. Tao nói cho mày nghe, nhiều lúc á, trong cái... Cha già sợ ma bỏ quên cái đèn pin. Đèn pin sáng ve kêu luôn ông ơi. Trời ơi, rọi tới đâu thấy tới đó. Đúng là năm này phát tài phát lộc rồi. Nó đủ đó. Mày giỡn mặt với tao hả? Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi. Tao bị bệnh đau tim. Mày xuất hiện đằng sau lưng tao, mày làm ơn mày lên tiếng động giùm một cái. Mà công nhận. Bữa nay hóa trang về hay nè. Súng răng còn mất luôn cái nú nữa. Mày le lưỡi mày nhát ai vậy mày? Mày có tin là ba mày cắt lưỡi mày luôn không con hả? Ba. Cái gì đó mày? Ba ơi,
ba vô trong nhà ba coi một con coi sao ba để đồ đạc tùm lum hết trơn vậy nè. Ba vô phụ con dẹp với. Thì mày tự biết mày sắp xếp đi, nuôi mày lớn rồi đụng chút mày sai tao. Bởi vậy thấy chưa, con cái thời buổi bây giờ nó quên cái câu mà. Ba ơi. Ủa, mày đứng bên đó rồi ai đứng bên này? Ba. Trời ơi, Linh ơi, nó đi tới gần tao rồi Linh ơi. Trời ơi, bàn tay nó. Linh ơi, kêu xe cứu thương cho tao. Tao chết. Đừng có sợ, ngủ nè. Ông làm gì mà ông nhắc tôi với ba tôi hả? Sợ quá trời quá đất. Trời ơi, ba ơi, ba có sao không ba? Ba tỉnh lại đi ba, tỉnh lại đi ba. Ba tôi bị bệnh đau tim á. Ba tôi mà có chuyện gì á, ông ở tù cho coi. Ba ơi, ông bị đau tim hả? Đâu có biết đâu. Tính nhắc cho ông sợ, ông đừng có nhắc người ta lẽ. Ông lại ưa lừa đảo người ta lắm nè. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy. Tỉnh đi ba ơi, ba tỉnh gì đi ba. Tỉnh dậy là ngồi lên đi bệnh viện, tỉnh dậy đi. Có gì đừng làm mổ sợ à. Tỉnh rồi. Thôi trời ơi, nghĩ làm sao mà. Ba. Đâu có cái gì đâu, đâu có gì sợ. Cái mặt lạ là, trời ơi, tôi cầm cái mặt lạ rồi. Ông tưởng là ma để ông sợ á. Đúng là gieo gió gặp bão mà.